Hello, xin chào cả nhà. Rất vui gặp lại cả nhà trên kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ với cả nhà cái một cái mẹo nhỏ khi chúng ta sử dụng các cái thiết bị điện trong nhà. Ở đây thì hôm nay Nam sẽ chia sẻ với cả nhà cái bếp từ Kangaroo nha cả nhà. Nó có cái hiện tượng là báo hai trên cái bảng điều khiển. Quá trình chúng ta sử dụng lâu đó thì bây giờ máy nó có thể bị dơ, bị hỏng hóc ở bên trong. Và bây giờ thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải mở ra để làm vệ sinh nha cả nhà. Đó, xịt bụi, rồi nhất là cái khu vực cánh quạt gió. Ở đây là khu vực nó có thể là bám bụi nhiều nhất và có thể làm nó kẹt cánh quạt thì máy nó không vận hành tốt nha. Cái men là sau khi Nam sửa rửa rồi thì nó sẽ như thế này nha cả nhà. Và bây giờ thì cái bếp nó trở lại bình thường rồi. Nam sẽ chia sẻ với cả nhà cách khắc phục cái bếp từ nó không nóng nha. Đây là một cái bệnh nó nhẹ và chúng ta có thể sửa được. Và chúng ta có thể sửa tại nhà hoặc đem đến những cái nơi có am hiểu về điện cơ chúng ta sẽ làm ha. Thì ở đây thì Nam kiểm tra thì thấy nó hư nhẹ và cũng có thể tự làm tại nhà được. Và cũng chia sẻ với anh chị nếu mà chúng ta có cái máy nó có cái hiện tượng như thế này, chúng ta mở ra chúng ta sửa nha. Rồi thì bây giờ không để cả nhà chờ lâu hơn và chúng ta sẽ cùng tháo mở cái máy Kangaroo ra để chúng ta tiến hành khắc phục cái hiện tượng như Nam vừa nói nha. Bây giờ thì chúng ta sử dụng một cái vít hoặc là một cái máy bắn vít bằng pin nha. Và chúng ta mở tất cả các ốc vít xung quanh cả nhà. Cái này thì cũng không có khó lắm. Cả nhà mở đều hết và chúng ta sẽ mở cái nắp ở bên dưới lên ha. Sau khi chúng ta mở lên chúng ta nhớ cẩn thận nha cả nhà. Vì cái này mà chúng ta mở mạnh thì có thể đứt dây hoặc là nó hở dây những cái socket ở khu vực cái núm điều khiển ha. Và chúng ta lật ở bên trên. Vào cả nhà thấy không? Bên trong rất là nhiều bụi bặm. Trong quá trình sử dụng thì cái này Nam sử dụng cũng đã gần 3 năm rồi nha cả nhà. Đó. Chúng ta lấy xăng thơm, chúng ta rửa cái men và chúng ta xịt bụi nha. Nếu mà chúng ta không có cái máy thì chúng ta có thể dùng cái máy sấy tóc chúng ta xịt bụi cũng được. Đó. Cái men thì thấy vẫn còn đẹp. Qua kiểm tra thì cái nguồn này nó cũng không có vấn đề nha cả nhà. Chúng ta vẫn điều khiển được, chọn cái chức năng được. Nhưng mà chúng ta bật qua chế độ nóng thì nó sẽ hiện thị hai trên cái màn hình. Chứng tỏ rằng là ở đây Nam xác định là nó bị hư con cảm biến nhiệt độ. Đó, con cảm biến nó nằm ở dưới cái mâm nhiệt này nha. Đó, đây là cái mâm nó để đun nấu nè. Chúng ta xịt bụi cho sạch sẽ xong rồi chúng ta mở cái mâm này lên. Chúng ta thay cái con cảm biến này cả nha. Cái khu vực này là cái khu vực rất là nhiều bụi trong phần cánh quạt. Chúng ta vệ sinh kỹ để nó giải nhiệt tốt và cái bếp chúng ta được bền hơn nha. Và bước kế tiếp thì chúng ta sẽ mở cái men cảm biến ở bên trên để chúng ta lấy cái phần dây của cái con cảm biến nhiệt nè. Cả nhà thấy không? Bên trong nó rất là dơ luôn cho nên chúng ta sẽ vệ sinh cái quạt sạch thật là kỹ nha. Khi nó dính bụi thì cái khả năng giải nhiệt nó cũng không có được tốt rồi cả nhà. Nam cho một ít xăng thơm, chúng ta dùng xăng thường cũng được nhưng mà nó lâu khô chứ nó tẩy cũng không được mạnh nha. Đó, sau khi chúng ta làm vệ sinh thì nó sẽ như thế này, thì nó ẩm như có thể ảnh hưởng đến cái việc điều khiển nha. Đây là cái men điều khiển nha cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta kiểm tra đến các cái men bên bo nguồn nha. Cái men này thì men nguồn nha, công suất đây. Chúng ta thấy nó cũng vẫn còn sạch đẹp, chúng ta vệ sinh thôi, xịt bụi là xong nhé. Sau khi chúng ta kiểm tra tổng thể nhé thì mọi thứ hoạt động bình thường. Bây giờ đi đến cái bước chúng ta sẽ mở cái phần mâm nhiệt nè. Cái mâm hồng ngoại này thì chúng ta cũng mở cẩn thận nha. Tránh có thể làm đứt các cái dây này thì coi như là chúng ta bỏ luôn cái bếp này cả nhà. Chúng ta lại mở tới cái phần con cảm biến. Ở đây thì nhiệm vụ con này nó sẽ cảm biến nhiệt độ trên cái mâm này, nó khiển về cái trung tâm và cho chúng ta điều chỉnh nhiệt độ nè. Cũng giống như là nếu nhiệt độ quá nó sẽ bị đứt cái con này thì và nó, chúng ta sẽ bếp chúng ta sẽ không hoạt động được. Đó, chúng ta mở cẩn thận ha. Cái con cảm biến này Nam tìm hiểu thì nó cũng có bán nha cả nhà. Trên mạng thì nó bán nó cũng tầm khoảng 20-30 ngàn một con thôi. Nó cũng không khó đâu. Chúng ta mua về chúng ta thay, chúng ta lắp đúng cái kỹ thuật vào thì được. Đây. Trên tay Nam là cái con cảm biến của bếp hồng ngoại nha. Đa phần thì nó sử dụng chung nha cả nhà. Sau khi Nam mở ra kiểm tra thì nó đứt hết một bên.
về cái cảm biến thì nó vẫn là bình thường. Cho nên là trong thời gian chờ đợi lâu thì Nam đã quyết định là nối lại luôn nha cả nhà. Chúng ta có thể bằng cách nào đó chúng ta nối lại khéo léo, và vẫn xài sử dụng bình thường ha. Do quá trình nó nóng nhiệt và có thể độ ẩm nó sẽ bị đứt cái dây thép cái khu vực dẫn cảm biến này vào. Và Nam là quyết định nối lại luôn cả nhà. Bây giờ là một con cảm biến đã được nối chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta lắp vào bếp thôi cả nhà ơi. Và chúng ta lắp vào cẩn thận thì vì cái bếp cái mặt nhiệt này thì nó có thể có cái độ nhúng nha, để nó áp thẳng lên trên cái mặt kính cường lực. Cho nên chúng ta phải lắp làm sao và chúng ta kiểm tra cho nó có cái độ nhảy nha. Có nhiều khi chúng ta lắp nó bị kẹt, nó không nhảy được thì nó không tiếp xúc trên cái mâm của bếp thì cũng không có hoạt động được nha. Đó, chúng ta lắp xong chúng ta phải đè đè như thế này. Sau khi chúng ta đè chúng ta thấy nó có cái độ chạy lên xuống thì lúc đó là chúng ta lắp là đúng rồi đó. Bước kế tiếp thì chúng ta sẽ lắp cái phần men cảm biến lên trên, và chúng ta cũng đừng quên lắp những cái dây để điều khiển nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái nắp bên sau lại cả nhà. Chúng ta bắt đều các vít hết luôn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi kết quả thôi cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Bây giờ bếp của chúng ta đã hoạt động bình thường ha. Chúng ta sẽ mở bếp và chúng ta chọn chế độ nấu, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái nút điều chỉnh. Chúng ta thấy nhiệt độ nó đỏ dần lên trên cái phần chỗ chúng ta nấu nè. Cả nhà thấy không? Rất là đơn giản cho chúng ta có thể thao tác và chúng ta xác định được bếp này nó hư cảm biến, đứt cảm biến thì chúng ta có thể mua cảm biến về thay. Và nếu nó hư men chuyên sâu về bên trong kỹ thuật thì chắc chắn là chúng ta phải đem đến những cái nơi mà họ chuyên sửa nha. Đây là Nam chia sẻ về những cái bếp nó hư nhẹ thôi, nó hư cảm biến hoặc là hư những cái biến trở chỉnh hoặc đứt dây cầu chì gì đó thì chúng ta có thể sẽ tự làm được ở nhà. Còn chuyên sâu hơn về trong men, về công suất thì chắc chắn chúng ta phải đem đến kỹ thuật nha. Nam cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu có những cái mẹo vặt trong các cái nhà bếp thì Nam chia sẻ với cả nhà. Xin trân trọng kính chào và gặp lại. Bye bye.